Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 5 Đạo siêng năng của nộ giả, hồi 1. Thấy ảnh này ông đáng yêu nên chọn đổi không khí chút. Thật lâu thật lâu trước kia, khi mọi người còn ăn không đủ no, chưa ai từng nghe nói đến kẻ thù. Không có kẻ thù là bởi vì thù địch không phải người, mọi người căm hận chính là con sư tử có bốn chân và con mãng xà không chân. Lại không phải con người hai chân. Cách xa hàng ngàn dặm, một giọng nói ôn tĩnh vang lên, có người đang kể chuyện. Giọng nói của hắn lẳng lặng, chậm rãi khoan thai, văn nhã nhu hòa, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Nghe hắn thôi miên lại nói. Thời cổ kỳ hồng hoang, mãnh thú giữa đường, tai họa tàn sát bừa bãi, bá tánh không biết đánh nhau, chỉ biết trồng lúa. Hết lần này đến lần khác, hồ đến trước cửa nhà, người cha bất lực nhìn con gái mình bị bắt đi, mẫu thân nhìn ái tử chết thảm dưới móng vuốt, không ai có thể sánh được với thần lực của mãnh thú, bọn họ sợ hãi, chỉ có thể khóc nỉ non trong đêm. Có một ngày, mùa mưa đã đến, ngàn vạn mãnh thú như hồng thủy nhằm phía nhân gian, bức cho khắp thiên hạ bá tánh đồng loạt khóc kêu thấu trời, bi thanh trào dâng, chấn động thần Phật vì thế thiên giới để lại nhân gian vị đệ nhất dũng giả, tên của hắn gọi là Anh Hùng. Cách Bắc Kinh 300 dặm, hầm ba châu chật như nêm cối, mọi người đều nhìn chằm chằm vào người kể chuyện. Người này ước chừng trên dưới 60, tuy đã già nhưng thân thể lại cực kỳ uy phong cao lớn, nói chuyện lộ ra một cổ đoan chính trang nghiêm. Không cần thiết nói, hắn cũng là một anh hùng. Chỉ có anh hùng mới có thể luận anh hùng, lão anh hùng khoanh tay, dùng sắc trầm tĩnh, nhìn ra phía đường. Có tổng cộng 10 hàng ghế gỗ, mỗi hàng có 10 quan quân, trăm người ngồi ngay ngắn trầm mặc, trông lại dường như chuyên tâm nghe kể, kỳ thật cánh tay sớm đã khóa khẩn khí lực, toàn bộ ấn lên chuôi đao. Đường biên dựng đứng hàng trăm trường mâu, tựa vào trước ngực binh lính, phản chiếu một đạo lại một đạo hàn quang, tất cả đều phản chiếu khuôn mặt của người đang kể chuyện nhìn quanh bốn phía, từng chiếc sắt nhọn màu xanh lam nhô ra từ khe hở cửa sổ, hàng trăm ánh sáng lạnh lẽo dày đặc khiến người ta khó phân biệt được đâu là ánh sáng độc lạnh lẽo của cung tên, đâu là ánh nhìn của lũ sói đói hung dữ. Đao giấu trong vỏ, tên đã trên dây, tình thế chạm vào là nổ ngay. Hàng trăm người nghe đều im lặng, hoặc cúi đầu hoặc liếc nhìn, tất cả đều chờ hiệu lệnh của tổng binh đại nhân. Không ai lắng nghe câu chuyện tất cả như gặp đại địch, tựa như hành quân đánh giặc. Chỉ huy của bọn họ là Trung Tư Văn, người này khí định thần nhan, thân ở trong hầm, ngồi trên một chiếc ghế cao, hắn ngóng nhìn lão anh hùng trước mặt, tùy thời chờ hạ lệnh bắt người. Nên nói việc này như thế nào? Trung Tư Văn nhìn lão anh hùng, trong mắt đầy nghi hoặc. Một canh giờ trước, cửa thành xuất hiện một con ngựa, ngay lập tức một viên đại tướng ngồi thẳng, người này thân khoác khôi giáp, tay đeo nhẫn ngọc người hán vừa vào thành liền tự nói thân phận tự nhận mình là giang đông phàm ảnh trại nộ thương muốn gặp tổng binh trung tư văn nộ thương cao thủ xuất hiện lớp lớp chính cái gọi là song anh tam hùng tứ chiêu an dù cho là thủ thành tiểu tốt cũng từng nghe qua ba chữ lục cô chiêm vừa nói ra như sấm bên tai tiểu binh tiểu tốt sợ tới mức vừa lăn vừa bò lập tức báo cáo tướng lĩnh trung tướng đến cổng thành nhìn lên kinh hãi khi thấy hành khách hạc trong bầy gà, thân cao 10 thước, bốn chân tuấn trường, hình thể tựa như voi. Trung tướng dọa phá hồn gan, hoảng loạn sai người báo cáo với tổng binh, một bên điều binh khiển tướng bao vây quanh vị nho tướng 10 thước này. Tin tức đưa vào tổng binh phủ, trung tư văn tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Lục gia nhân hiệp lỗi lạc, mọi việc đều tương phản với tần trọng hải, hôm nay nếu đơn thương độc mã đến đây, nếu không phải có tin tức đưa tiễn thì liền có cử chỉ bình định, vui mừng suýt nữa đon đà đón chào. Cũng là sợ đối phương đổi ý, một mặt phái trọng binh nghênh đón hắn vào hầm, đồng thời viết một mật thư khẩn cấp, hỏa tốc đưa tới Bắc Kinh. Nghênh đón thủ lĩnh địch quân, hai bên đang muốn nói chuyện bí mật, nào biết lục ra bỗng nhiên nói hắn muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, hành vi của đối phương quái lạ. Trung tư văn tự nhiên rất ngạc nhiên, không biết hắn đã phát sốt cao, hay là cọng dây thần kinh nào bị bẻ gãy, chỉ là chính mình đợi 10 năm, khó gặp được cơ hội thăng quan phát tài, sao có thể tranh chấp vụn vặt. Vì thế liền làm theo ý của lục gia, để tất cả tướng lĩnh trong thành ngồi thành hàng, bắt trước dáng vẻ tiểu hài nghi nghe kể chuyện. Bình bất yếm trá, lục gia liệu có âm mưu nào khác hay không? Trung tư văn cũng là bậc thầy binh pháp, trong lòng nhiều ít nghi ngờ, trong lúc đang phán đoán, bên cạnh một người tham mưu nhít lại gần, thấp giọng nói, tổng binh, người này có phải là đóng giả không? Trung tư văn trong lòng dùng mình, ngưng mắt chính nhân quân tử phía trên, chỉ thấy hắn da trắng dâu đen, ngồi một mình ở công đường, toát ra khí chất nhân hiệp lỗi lạc thấu xương. Ghế nằm dưới hán nhìn càng thấp bé. Không sai, chính là hắn, hắn là ngũ hổ tướng thượng năm xưa, hôm nay bản trại xong anh, giang đông phàm ảnh lục cô chiêm đó là hắn vị lục gia này ôn tồn lễ đổ, nhân từ chính nghĩa, dưới chướng một cung một đao, cung là giải thao, đao tên tuyết hận. Mỗi khi lâm địch giao chiến, nhất định giữ nghiêm chừng mực, một không xúi dục phản loạn, hai không âm mưu hãm hại, vô luận tình hình giao chiến khẩn cấp như thế nào, tất vì đối phương lưu lại đường lui, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Đối với tác phong nhân nghĩa bậc này triều đình trên dưới nhiều tôn một tiếng quân tử Xuân Thu nhưng khi nói chuyện riêng thì đều chế nhạo là nương tử bó chân vô luận là xuân thu quân tử hay là nương tử bó chân thì người này chính là lục cô chiêm nhưng bây giờ trung tư văn nhận ra người này nhưng không thể đoán ra ý đồ vì sao hắn đến vì sao lục gia muốn vào địch doanh kể chuyện hắn là tới quy phục hay là có mưu đồ khác lục gia a à lục gia trung tư văn rốt cuộc nhịn không được nghe hắn khụ một tiếng lắc đầu nói, ta thấy ngài không cần kể chuyện, nhưng thật ra ngài chỉ cần nguyện ý. Cái đó, tại hạ dám vỗ ngực đảm bảo, ngài ít nhất phong đến tử tước. Tả một câu cái này, hiểu một câu cái kia, trung tư văn khẩu khí mờ ám, cũng không phải là việc minh bạch gì. Lục cô chiêm nghe chiêu hàng, khuôn mặt lại trầm tĩnh, hắn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trên món tay, lắc đầu nói, tổng binh, để ta nói xong câu chuyện, chư vị lúc sau muốn giết muốn xẻo lục mỗ thế nào cũng được. Nghe được lời nói thẳng thắn của lục gia, tướng sĩ có mặt đều liếc nhìn nhau, khóe miệng mỉm cười. Trung tư văn là hạng người trí đủ nhiều mưu, đối phương càng hào phóng dũng cảm. Hắn trong lòng ngược lại càng cảm thấy ngờ vực. Lục cô chiêm không phải võ tướng bình thường, người này trên chiến trường tay cầm đại đồng tiên, vung lên đảo qua, có thể giết chết hàng trăm người, ngày thường đi lại trong giang hồ, càng thường cầm roi ngựa bắt người, tùy tay vung có thể bắt được chính giáo nhân sĩ dễ như trở bàn tay. Dùng võ công mà nói, người này đủ cùng sát kim thạch cương cùng mùi cùng ăn, trăm triệu khinh thường không được. Giờ này khắc này, điều quan trọng nhất cần đề phòng là hắn bất ngờ làm khó dễ, với võ công thân thủ của người này, một khi nảy lòng có ý định ám sát chính mình, hàng chục người chắc chắn sẽ chết. Cấp dưới tử thương thảm trọng cũng thôi đi, vạn nhất mạng già này của mình cũng kết thúc ở đây thì thật sự là một chuyện lớn. Trung Tư Văn đánh giá tình thế, sau đó ngồi xuống ở hàng ghế sau, nấp sau một vị võ tướng cao lớn, hắn triệu tới tham mưu, đưa lỗ tay nhỏ giọng truyền triệu giáo đầu chuẩn bị lưới cá, lại đầy mai phục ngoài cửa, chúng ta trước mặt hắn giả ngây giả dại, chờ hắn lơi lỏng, chúng ta liền như thế như thế. Triệu giáo đầu đó là triệu nhậm thông, người này xuất thân lĩnh nam tỉnh sư đoàn, đứng hàng lão nhị, chính là linh đang lão lục nhị ca nhậm tông, thất đại tình sư đệ đệ nhậm dũng. Có khả năng nhìn nhận sự việc rất sắc bén, võ công chắc tuyệt, đặc biệt quan trọng hắn là người khách điếm, chính là đại trưởng quầy tự mình xếp do thám ở Bá Châu. Cả ngày dò hỏi quân tình, hỏi thăm riêng tư, trung tư văn chính mình xuất thân quân bộ, ngày thường tất nhiên là ít lui tới với triệu giáo đầu, chỉ là giờ phút này nếu muốn bắt sống ngũ hồ đại tướng, không thể không dựa võ thuật của người này nghĩ đến việc bắt được một trong song anh lục cô chiêm trung tướng đều mặt mày hớn hở có chút kiềm chế không được lục gia giống không biết tay vạ đến nơi không tỏ ra khó chịu hắn thấy mọi người khe khẽ nói nhỏ trầm giọng liền nói tổng binh đại nhân ta kể chuyện đến chỗ nào rồi lục cô chiêm bị bao vây hết thảy chỉ vì kể chuyện chỉ là mọi người vội vã thăng quan phát tài ai lại muốn nghe Trung tư văn nghe được dò hỏi, không khỏi chấn động, ậm ừ không trả lời được. Hắn vắt óc suy nghĩ, vội nói, các hạ vừa mới nhắc tới sư tử lão hồ. Như là si vưu xuất lĩnh bách thú, đại chiến huỳnh đế ba trăm hồi. Trong lúc bối rối, thất bại thảm hại có giọng nói nhắc nhở, tổng binh đại nhân, hắn mới vừa nói đến anh hùng dáng thế. Trung tư văn tỉnh giác lại đây, vội nói, là là là, anh hùng, các hạ vừa mới nhắc tới anh hùng. Anh hùng, anh hùng, cái gì gọi là anh hùng? Lục cô chiêm ngừng đầu lên, bỗng dưng kêu nhỏ một tiếng, chỉ khiến bàn ghế kêu cót kết. Trung tướng trên mặt biến sắc, liền sợ hắn bạo khởi đà thương người, nhất thời rất đề phòng. Lục cô chiêm trầm tĩnh khoan dung, hắn chăm chú nhìn mọi người phía dưới. Cất cao giọng nói, cái gì gọi là anh hùng? Xuất sắc được gọi là anh, có tài năng phi thường, có tầm nhìn xa, nhìn thấu mọi việc, lỗi lạc như hạc trong bầy gà, phân chấn oai hùng, có thể xưng chữ anh này. Hắn liếc nhìn mọi người, lạnh lùng lại nói, người hùng. Phụ quyền ngàn họ vạn gia, trí với cửu châu, khí nuốt trong nước, thức tỉnh người mà phục dung người, dung người mà phục dùng người, thiên hạ quần anh vô phân nam nữ già trẻ, cam nguyện nạp chắc thê thân, khí phách như thế, tôn đến chữ hùng. Lục cô chiêm lạnh giọng thuyết giáo chỉ chân đến mọi người trong tay ầm ầm vang lên. Hắn nhìn trung tướng, hoãn thanh lại nói, chữ anh này, nói được đó là đại bản lĩnh xuất sắc. Chữ hùng này, chính là đại khí khái hào kiệt. Thiếu chữ anh thì dù chi hướng có lớn, cũng sẽ hầm hực khó ruối. Ngược lại, phụ hỗ vạn gia đảm đương, vô luận sấm hạ nhiều ít sự nghiệp to lớn, đều chỉ có thể xem như bản thân dâm nhạc nghiệp. Trăm năm qua đi trước mộ thê lương, thiên hạ ai còn sẽ cảm nhớ hắn trong đại đường mọi người chờ lập công, không quan tâm mình có anh tài có hùng phách hay không. Lục cô chiêm ánh mắt như tia chớp, quét qua khuôn mặt của mọi người, lạnh lùng thốt, ta hôm nay cùng các ngươi nói chuyện là chuyện của một vị anh hùng. Thỉnh chư quân cần phải lắng nghe, mắt thấy trung tướng lòng không có chuyên tâm, lục cô chiêm thấy rõ thế đạo như thế, chỉ có thể thấp giọng thở dài, lại nói. Thái cổ hồng hoang, có một vị anh hùng từ trên trời giáng xuống hắn thân mang thần lực khí vũ nghiêm nghị bá tánh hỏi kỳ danh họ quê quán anh hùng chỉ lên trời xanh cười lớn bá tánh kinh hãi không dám hỏi nữa chỉ có thể coi là hùng hồ anh hùng không có gì ngoài thân lại có thể phò tá thiên hạ tuy anh tuấn lại không ràng buộc thê tử dũng mãnh cường hào lại không khinh bần áp nhược quan tâm vận mệnh của những người qua đường một vai gánh vác đất trời bá tánh thấy hắn tự cho mình cao siêu mỗi ngày chỉ biết bênh vực kẻ yếu, không quan tâm làm ăn buôn bán, nuốt thịt khi đói, uống vũng bùn khi khát, dần già tất nhiên sẽ chết, mọi người sợ sẽ chết vô cớ liền đề cử trưởng lão cùng hắn bàn bạc, chỉ cần hắn có thể hàng phục hổ báo sư tử, bá tánh sẽ xây đại miếu cho hắn, để hắn có đủ cơm ăn áo mặc, yên tâm làm việc hào hiệp của mình. Anh hùng vừa nghe thỉnh cầu, lập tức xúc động đáp ứng, hắn đứng lên hát, rút kiếm xuất trinh. Quả nhiên mãnh thú bát phương khó có thể địch lại, vừa thấy trường kiếm của anh hùng tới, đều chạy chối chết. Từ đây anh hùng vô địch khắp thiên hạ, nhân gian cơm no áo ấm, hắn liền vinh quy quê cũ, trở thành truyền kỳ được cung phụng trong miếu thờ. Nhân gian không có hổ báo sư tử, từng ngày qua đi, xuân qua hạ đến, thu thu đông tàng, mọi người cũng ấn ước định, hàng năm đẩy xe lương thực đến đại miếu để hiếu kính anh hùng. Hôm có một hài nhi thông minh đi cùng, nó kéo cha mẹ, nghẹn ngào hỏi, vì sao phải cho người khác ăn? Đây là chúng ta cực khổ mới có được. Câu chuyện đến thời điểm mấu chốt, có tiếng bước chân bên ngoài hầm, Triệu giáo đầu rốt cuộc chạy đến. Truyền lệnh tới tới lui lui. Nghĩ đến có thể động thủ bất cứ lúc nào, Lục Cô chia mặt không biểu cảm, chỉ giơ tay ra hiệu cho mọi người nghe xong câu chuyện. Lời nói trẻ con không kiềm chế được lại cũng nói ra lời trong lòng thiên hạ yên ổn nhưng tại sao chúng ta vẫn phải nuôi dưỡng người này mọi người càng nghĩ càng thấy càng bối rối nhớ tới chính mình hàng năm phải dập đầu lễ bái người này trong lòng càng bất bình thế là người đầu tiên phụ họa nói lên đúng vậy quá không có đạo lý rồi ngồi mát ăn bát vàng còn không phải là thổ phỉ sao hải tử nóng này lão bà tức giận tiếng thứ hai tiếng thứ ba thanh thanh phụ họa giống như rời non lấp biển, bức cho các trưởng lão phải im lặng, đối mặt với bá tánh tức giận. Họ thực sự không biết phải giải thích thế nào, rốt cuộc là dã thú đã bị giết. Anh hùng đã bị bắt. Tội danh là hắn không còn cần thiết nữa. Nhân gian không cần những thứ mạnh mẽ như vậy, mọi người đều no đủ. Mọi người nghe được diễn biến câu chuyện không khỏi có chút kinh hãi, lục cô chiêm nhìn chăm chu trung tướng, tĩnh thanh lại nói, giết bắc hải giao long, chém mãnh hổ Nam Sơn thành từng mảnh, tổn hại cuối cùng nhân gian cũng bị trói nhập pháp trường. Anh hùng bị xử tử, thê tử hắn trần chuồng thị trúng, chính hắn bị lột ra phanh thây, ném dưới gốc cây lớn ở một vùng đất tha hương, vĩnh thế không được trở về cố thổ. Câu chuyện bi thương khiến người không khỏi muốn khóc. Quân tốt bên ngoài bị cảm động, tất cả đều nghẹn ngào khóc nức nở nội đường trung tướng có thể thăng chức đến giao úy, hơn phân nửa ý chí sắt đá. Một tướng lãnh miệng phiếm cười dữ tợn, đứng dậy liền nói, họ lục, thả dám xong chưa? Lục cô chiêm nhắm hai mắt, lắc đầu nói, đừng nóng vội, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Bởi vì, nhi tử của anh hùng đã trở lại. Một chúng võ tướng nghe vậy giật mình, đều ngẩng đầu lên. Khác với phụ thân chết thảm, hắn không hề xính anh hùng hắn mang theo trăm vạn quỷ đói qua cảnh giới sắp chiêu cáo thế nhân hắn là ma quỷ chữ ma vừa vang lên mọi người đều cảm thấy bất an lục cô chiêm chăm chú nhìn mọi người lẳng lặng lại nói ma quỷ cũng vậy thiên hạ sinh vạn vật mọi người nếu vứt bỏ anh hùng đầu tiên phá bỏ tin ngưỡng của hắn còn hắn sẽ không đi theo con đường của phụ thân nữa không là kẻ ngốc khôn khéo lợi hại như những bá tánh bình thường nhưng hắn có một chút khác biệt với người thường, hắn là anh hùng, hắn có phụ thân truyền cho trí và Dũng, câu chuyện đã kết thúc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng lạnh buốt, lục cô chiêm nhìn về phía các tướng lĩnh, kết luận, từ đó nhân gian trở thành như ngày nay, chiến hỏa nổi lên khắp nơi, vạn dân lương bạc, nguy hại thiên hạ thương sinh không hề là sư tử hổ báo, mà là chính chúng ta. Mà tự nay về sau, nhân gian nổi lên đại giết chóc liền thần Phật cũng vô pháp thu thập. Bỗng nghe một tướng lãnh quát, con mẹ nó lục cô chiêm. Người rốt cuộc muốn đánh rắm gì, nói rõ ràng đi. Lục cô chiêm lắc đầu, bình tĩnh nói, vị anh hùng đầu tiên của triều đại này chính là Tần Bá Tiên. Ông là tông đồ của lòng nhân nghĩa, cũng là trung dũng liệt sĩ, nhưng trí nghiệp hắn hết lòng tin tưởng lại bị người trong thiên hạ phá bỏ, khiến hắn thảm bại với thần quỷ đình. Hắn chết một cách vô cùng bi thảm và oan uổng. Lúc này, một đôi mắt thần dương lên, trừng mắt với các tướng lãnh có mặt. Mọi người á khẩu không trả lời được, tất cả đều đã hiểu. Nếu Tần Bá Tiên là anh hùng đầu tiên, anh hùng thứ hai còn không phải là. Nghĩ đến thủ lĩnh của 70 vạn phản quân Tây Bắc, Thiên Hạ tội nhân cộng chủ, mọi người biến sắc, toàn bộ an tĩnh lại. Bá Tiên công nhất ý cô hành, chí vì kẻ gian lợi dụng cố nhiên chết không đáng tiếc nhưng nếu chết vì nhân nghĩa thì cũng không còn là chuyện nhỏ của một nhà một họ nữa lục cô chiêm lấy lại hơi thở lại lặng lẽ nói thử nghĩ những người làm nhân nghĩa bị trời trừng phạt còn có ai nguyện xả thân vì nghĩa không phải chỉ tần trọng hải có phụ thân chết còn có giang dung liêu kính liễu ngang thiên trác lăng chiêu dương túc quan ngũ định viễn thiên hạ mỗi một vị anh hùng hào kiệt đều từng chứng kiến số phận kẻ ngốc. Chư vị, người nếu cũng là anh hùng, người sẽ làm như thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả im như ve sầu mùa đông, thế nhưng không một người đáp lời. Lục cô chiêm thở dài đứng lên, ngửa mặt lên trời xanh, nhẹ giọng nói, năm đó khi bá tiên công chết ở thần quỷ đình, thiên hạ đã được định sẵn là thế này. Hiện giờ đại hiền đã chết, chính đảo đã băng, người trong thiên hạ đều tin kẻ mạnh sẽ sống, kẻ yếu sẽ chết. Đức Phật nhất định sẽ đáp lại sự mong đợi của mọi người, sinh ra một kẻ mạnh mẽ cuối cùng, tới đây thu thập mỗi người chúng ta. Lúc này dâu tóc đều đã phồng lên, nước mắt chảy dài, Bi Thanh nói. Chư quân, trận này không ai có thể thoát khỏi kiếp nạn, chính là tội ác và sự trừng phạt trên con đường luân hồi. Sau khi đại đạo tan biến, thiên hạ tất có đại tai họa. Khổng tử nói đến nhân, lại bị chư hầu xuân thu bỏ rơi, khi những quân chủ kiêu ngạo đó trục xuất người nhân từ, làm sao hiểu được chiến quốc đang âm thầm thiêu đốt cửa. Mà kẻ nói lời chưa chén bọn họ lại làm sao có thể muốn gặp, khổng lão kẻ điên tận tình khuyên bảo, có thể đã tận mắt tiên đoán, ngày mà kẻ mạnh cuối cùng, thủy hoàng quật khởi đã sắp đến gần. Người khởi sướng không có con cháu, đại nho đã chết, thiên hạ không thương xót, kẻ yếu cho nên quân vương chiến quốc tàn bạo. Chỉ vì cường sinh nhược chết, lựa chọn tự nhiên, cho nên thủy hoàng khát máu khắp thiên hạ có thể trổ hết tài năng, thong dong giết chóc hậu nhân lục quốc, mỗi kẻ thua cuộc. Từ đây cử châu hóa ngục luyện, khắp thiên hạ tính cả thủy hoàng bên trong, cùng tiếp nhận con đường luân hồi tội ác và trừng phạt. Tội ác và trừng phạt, liền tài trí cao tuyệt như doanh chính, thời điểm hạ lệnh tàn sát nho sinh hắn cũng đã sát hại cả gia đình mình. Nho sinh phụng tin nhân nghĩa, nhưng lại phải chết một cách thảm hại để báo đáp. Trong nghĩa kết cục như thế, đời sau không một người xả thân hộ đảo, cả chiều càng không ai nói về trượng nghĩa. Ngày sau triệu cao kiêu ngạo cuồng vọng, chỉ hưu bảo ngựa, trong khi cả nước im lặng trông đỡ. Cuối cùng tần tử anh bị giết, đại tần sụp đổ sau 15 năm. Trường Nam đạo siêng năng của nộ giả, hồi hai. Suy cho cùng, ngày khổng tử thất thủ luân hồi đã mở ra không ai có thể vãn hồi tội ác và trừng phạt đánh giám sau khi nghe giải thích một tướng lãnh đột nhiên đứng dậy chỉ ngón tay chửi mắng giận dữ ta chờ người tinh trung báo quốc hóa có thể nghe người yêu môn hoặc chúng người đâu bắt hắn vào mục cắt đứt hai lỗ tai chặt đứt chân lấy tội danh xâm nhập vào doanh trại để hắn sống không bằng chết nước miếng bay khắp nơi Lục cô chiêm thở dài lắc đầu thấp giọng nói, bắt ta dễ dàng, bắt nộ vương khó. Hai chữ nộ vương xuất hiện, giống như bị sét đánh, trung tư văn trong lòng dùng mình, vội nói, từ từ, người rốt cuộc muốn nói gì. Người bơi giỏi sẽ chết đuối, người giỏi cưỡi ngựa sẽ ngã, tại hạ tự đáy lòng khuyên bảo, lục cô chiêm nhìn đám người, nhẹ giọng nói ra ý đồ đến, chưa quân nếu quan tâm đến bá tánh thành bá châu, hãy tức thời mở công thành đầu hàng chớ nên tự lầm. Rốt cuộc nói ra, vừa nói ra mở công thành đầu hàng, tất cả đều cười vang, mỗi người ôm bụng cười thở dốc, cười đến nước mắt chảy ra, mắng, lục cô chiêm. Đều nói ngươi là một nhân vật lớn, ai hiểu được mụ nội nó, lão cầu này nhà ngươi còn không bằng một tên hỗn đàn. Xoát xoát mấy chục âm thanh vang lên, ánh đao chiếu rọi khắp nơi, đều đã ra khỏi vỏ, quân tốt bên ngoài cũng chuẩn bị cung tiễn dây thừng chờ tiến vào bắt người bất cứ lúc nào. Hổ lạc bình dương, lục gia thân hãm trùng vây, nghĩ đến võ công có cao gấp 10 lần, cũng chạy đằng trời. Trong lúc tuyệt cảnh, lục cô chiêm vẫn chân tĩnh như cũ, nghe hắn nói, chư quân xin nghe, tại hạ hôm nay mạo hiểm vào thành, một không vì tính toán cho nộ thương, hai không vì toan tính cá nhân, một lòng son thành nguyện, chính là mong bảo toàn bá tánh thành bá châu mong chưa quân có thể thành toàn bảo toàn bá tánh trong thành nói cách khác đó là quân địch đã muốn vào thành mắt thấy đối phương lẻ loi một mình miệng lưỡi ba tấc nói hưu nói vượn mọi người đều hét lên chửi bới đánh rắm người lấy cái gì đánh hạ bá châu chỉ bằng cái miệng thối của mình thôi sao mọi người bắt hắn lại trong lúc chửi bậy đang muốn đứng dậy bắt người trung tư văn lập tức giơ tay trầm giọng quát chậm đá Trung tướng nộ thương có đạo riêng biệt, được gọi là song anh tam hùng tứ chiêu phủ. Tướng lãnh triều đình lén gọi riêng họ là trí ngoan độc phong dai hào mãnh, độc có trinh đông chiêu phủ giang dực, ngoan, tàn nhẫn, có chiến thần sát kim, trí có ngự tứ phượng vũ đường sĩ khiêm. Ngoài ra còn có đầy những kẻ điên, mạnh tướng, dụng tướng, một khi liên thủ xuất trinh, ai nhìn cũng đều sợ hãi. Tuy nhiên, trong đám tướng quân đánh giết không thèm thừa nhận người thân này duy độc một người là quân tử nho tướng, chính là lục cô chiêm mùi trước mặt. Trung tư văn trầm ngâm sau một lúc lâu, liền nói, lục tiên sinh, người muốn trung mỗ mở thành đầu hàng không khó, người muốn lấy đầu của trung mỗ cũng không khó. Người chỉ cần trả lời ta, tại sao, bá châu và quý trại cách nhau ngàn dặm, người vì sao muốn chiếm bá châu? Nói khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt, nhạt nói, lục ra, người chỉ cần đáp được, Trung Mộ Cam Tâm bó tay chịu trói, nộ thương ở Tây Bắc xa xôi, Bá Châu lại là trọng trấn vùng kinh thành, ẩn sau đồng quan, cách xa nhau vô số quan ải, địch nhân nếu muốn tiến công Bá Châu, phải mất ít nhất 10 năm mới có thể đến gần thành trì. Mắt thấy Lục gia trầm mặc không nói, Trung Tư Văn thúc giục lại nói, "Nói đi, Lục gia, dựa vào cái gì muốn ta mở thành đầu hàng?" Nhân phẩm, những kẻ có mặt cười to ầm ầm, âm thanh nghe vài dặm, giữa tiếng cười nhạo, lục cô chiêm lặng lẽ thở dài, ta lấy nhân phẩm đảm bảo, ngươi nhất định phải tin ta. Trung tướng cả giận nói, không bằng cái rắm Nhân phẩm của ngươi giá trị mấy đồng? Được rồi, trung tư văn khẽ nhíu mày, ngăn mọi người chửi bậy. Hắn vào quân đã lâu, biết rõ tác phong của lục gia, người này một không đốt giết, hai không cướp bóc, nhân phẩm như thế nào, cả triều đều biết há có thể để hắn bị xì nhục. Hắn lòng tràn đầy phiền loạn, lại hỏi, được rồi, coi như trung mỗ tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng ngươi vẫn phải nói cho ta biết, giờ phút này đại quân quý trải hãy còn ở tương dương chém giết, nam tiến ốc còn không mang nổi mình ốc, ta thật muốn thỉnh giáo ngươi, tần trọng hánh muốn đánh chiêm bá châu thế nào. Bay, những tiếng cười to lại vang lên, mấy chục tướng lãnh đồng thanh ôm bụng cười, cười lục cô chiêm cuồng vọng tự đại trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy lục cô chiêm cúi đầu không lời gì để nói, trung tư văn giữ vững phong phạm mưu sĩ, nhưng cũng không cười cùng những kẻ khác, lắc đầu nói, lục ra, không phải trung tư văn không cho ngươi mặt mũi. Cho dù tần trọng hải võ công cao cường, thật sự có thể bay trên không, quân mã của hắn đâu. 70 vạn đại quân quý trại Nam Hạ chiến đấu kịch liệt, quyết đấu cùng ngũ đại đô đốc, hoán trung, Kinh Châu, Tương Dương, Dịch Mã Quan, dọc tuyến hừng hực khí thế, Tần Trọng Hải nếu muốn tấn công Bá Châu, thử hỏi quân mã của hắn từ đâu mà đến? Còn Thỉnh nói rõ việc này. Trùng Từ Văn Sắc, thật văn nhã, sự tình vô cùng hoang đường, hắn lại còn nghiêm túc mở miệng hỏi thăm. Thật lâu sau, thật lâu sau, Lục ra sắc mặt im lặng, thấp giọng nói, việc quân tình, Lục Mỗ không thể nói, nếu không sẽ có lỗi với Bá Tiên Công. Vậy thì, trung tư văn thở dài, lại nghe lục cô chiêm nói, cho nên tại hạ chỉ có thể lấy nhân phẩm đảm bảo, các vị chỉ cần mở rộng cửa thành, thứ nhất có thể bảo vệ được ba tánh, thứ hai có thể cứu được mạng sống của gia đình, khẩn cầu tổng binh tin tưởng. Chiều hàng như khuyên thành hôn, cần phải ngươi tình ta nguyện. Suy cho cùng, đối phương chỉ nói những lời cũ, không có sức thuyết phục. Trung tư văn cố nén một cái ngáp, lắc đầu nói, lục huynh, lời hay tại hạ đã nói hết rồi nói rồi giơ tay lên vẫy nhẹ vừa giơ tay lên tả ta hữu tùy tùng hết to đồng thanh hợp lực tiến lên mười mấy tên tướng lãnh trông giữa cô khách quân tốt bên ngoài hàng ngàn hàng vạn trong ngoài vây chặt kín lục cô chiêm thần sắc ảm đạm vẫn chưa hiền lộ sát khí võ lâm cao thủ chỉ lẳng lặng bùi ngùi tổng binh ta lần này tới đây trước đó không có thông báo tổng trại ta chỉ lo lắng bá tánh bắt lại, trung tư văn cuối cùng đã mất bình tĩnh, hét lên những lời này. Bá tiên công, lục cô chiêm dưng dưng đứng dậy, ngửa mặt lên trời bi thương nói, ta đã tận lực. Còn chim trông như thế nào, người ta càng nhìn càng tức giận, sau giờ ngọ, tướng địch cuối cùng cũng bị áp giải ra khỏi cửa, toàn bộ quan vào địa lao, chúng tướng hỏa khí tràn đầy, cùng đi ra khỏi hầm. Một ngày không thể hiểu được, khi năm mới sắp đến, người nhà của mọi người đều đóng quân trong thành, vốn dĩ tâm tình vui vẻ, nói nói cười cười, ai ngờ bị lục vương bát bậy bạ phá dối, dường như thật sự sẽ phát sinh chuyện gì là. Mắt thấy mọi người mặt ù mày ê, một tướng lãnh an ủi nói, mọi người buồn cái gì? Xong anh nộ thương chui đầu vô lưới, chúng ta trong chốc lát báo thượng chiến công, mọi người đều sẽ ghi nhớ một lần ngợi khen. Nghe được lợi ích đang ở phía trước, trung tướng trong lòng mừng thầm, trên mặt phiếm ra vẻ tươi cười một người khác cũng nói đúng là như thế năm cũ còn chưa kết thúc tân trọng hải sợ chúng ta không có tiền hoa nên đưa tới một đại hồng bao chúng ta không cần khách khí mọi người cười lớn mây đen trên mặt đều biến mất một tham mưu thấy trung tư văn yên lặng không nói dường như trong lòng phiền muộn vội nói tổng binh ngài còn lo lắng lục cô chiêm sao trung tư văn lắc đầu nói không ta căn bản không tin hắn nói. Ồ, mọi người mở to mắt, dướn cổ lắng nghe vị danh gia binh pháp giải thích. Không dối gạt chư vị, hành tung tần trọng hài, trung tư văn nhẹ nhướng mày, cười lạnh nói, sớm nằm trong lòng bàn tay triều đình. Trước đại chiến tương dương, ta đã biết được tin tức. Nghe được giờ phút này, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, tham mưu kia cuống quyết tới hỏi, đã nắm rõ hành tung tần trọng hài. Hắn hiện đang ở đâu? Giang Nam, trung tư văn định liệu trước, nhàn nhạt, nhạt đáp lời. Mọi người nghe vậy kinh hãi, đều lặp lại, Giang Nam. Hắn đi Giang Nam làm cái gì? Bắt cá ăn sao? Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, nói chuyện sôi nổi. Trung tư văn xua tay phân phó, các ngươi chức cấp không đến, không cần hiểu rõ chi tiết. Tóm lại tần trọng hải vận số đã hết, không đủ sợ hãi. Đến nỗi lục cô chiêm, theo ta suy tính, nhất định là tạo một màn khói, dụng ý kiềm chế triều đình, bức cho binh mã phương Bắc không dám nam hạ gấp rốt tiếp viện, không có gì ghê gớm. Sau khi nghe xong điều này, ngay cả người thận trọng nhất cũng cảm thấy an tâm. Trung Tư Văn là tam triều nguyên lão, đóng quân ở Tây Tân cương thời Võ Anh, đầu quân dưới chướng Giang Sung thời Cảnh Thái, hiện giờ là tổng binh bá châu vương triều chính thống nói chuyện đều có một cổ uy nghiêm. hắn chỉ vào thành trì kết luận, tần trọng hải dụng binh luôn luôn lớn mật, trong hư có thật, trong thật có hư, không tiếc lấy tánh mạng lão tướng tới hù chiêu người. chúng ta nếu không muốn lo lắng, hai ngày này phải gia tăng phòng ngự, xem có gì đáng nghi ngờ hay không. đó là đạo căn bản. mọi người gật đầu liên tục, sôi nổi nói, đúng vậy, thiên hạ không có chuyện tự chui đầu vào lưới. mọi người phân phó xuống mấy ngày nay lưu ý nhiều hơn, có chuyện gì lạ báo cáo lập tức. Bá Châu mặc dù không phải là tiền tuyến chấn áp thổ phỉ, nhưng bởi vì gần kinh đô, quân lữ lui tới vô cùng nhiều, Tây Bắc gia dục quan, Đông Bắc Sơn Hải quan, Trình Bắc cư dung quan, Tam Đại quân mã đi tới đi lui, điều hành phòng thủ, đều cần đi qua nơi này. Trung tư văn thân là cựu thần tiền triều, hiện giờ lại được trọng dụng, đặc biệt mang ơn đội nghĩa chư tướng hiểu rõ tâm sự thủ lĩnh lập tức vây quanh trung tư văn thị sát bên trong thành phòng thủ chỉ là mọi người trong miệng tuy rằng nói chăm chỉ thân sắc trên mặt lại quá nhẹ nhàng rốt cuộc thiên binh thiên tướng chỉ được nhìn thấy trên sân khấu kịch thay vì lo lắng về việc tần trọng hải từ trên trời rơi xuống không bằng lo lắng trên đường vấp ngã cục đá mới là đứng đắn đi vào đường lớn tổng binh dẫn đầu mọi người bắt đầu thị sát trung tướng nhịn ngáp Tỏ ra nghiêm khắc quân kỳ, Trung Tư Văn không ngừng nhìn quanh, thấy thành như thường lệ, trong lòng rất vui mừng gật đầu nói, "Triều chính thống chúng ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp, thật sự là hồng phúc của hoàng thương." Đang muốn tiếp tục ca tụng, chợt nghe góc đường truyền đến âm thanh yếu ớt, lắng nghe cẩn thận dường như là những tiếng rên gì. Trung Tư Văn thở dài, dẫn các tướng lánh quay lại đường lớn. Nhìn thấy một người ăn xin nằm sụi trên mặt đất, đang buồn bã cầu xin. Người ăn xin bình thường bẩn thỉu và hôi hám, người này lại so với ăn mày còn không bằng, nhìn hắn hình dung tiểu tụy, cánh tay gầy gò, bụng lại cao cao phồng lên, giống như bức tranh quỷ đói địa ngục, không thể phân biệt là nam hay nữ, là già hay trẻ. Thành bá châu đông đúc thịnh vượng, hơn 10 vạn dân cầy, người ăn xin từ trước đến nay hiếm thấy trung tướng chưa thấy qua khổ trạng như vậy nên không khỏi thì thầm với nhau. Trung tư văn trong lòng cảm thấy thương hại nên ngồi xổm xuống đất, từ trong túi lấy ra bạc vụn, hòa nhã nói, nào, cầm đi ăn cơm. Người ăn xin mở hai mắt, hơi thở yếu ớt, nhìn thấy trung tư văn đưa tay phải ra, đột nhiên lao lên cắn lấy. Trung tư văn bàng hoàng, nhìn thấy người ăn xin bẩn thỉu, hàm răng vàng khe, chắc chắn đang mắc bệnh lạ, vội nói, người đâu? thân binh vội vàng nhấc chân đá, cả giận nói: đổ khốn khiếp, cho người ngân lượng ăn cơm, không phải để người ăn tay. người ăn xin có vẻ choáng váng vì đói, lại coi đôi tay của Trung Tư Văn như chân gà, muốn tóm lấy ăn. sau khi bị mấy đá, sợ hãi lăn sang bên đường, Trung Tư Văn kinh hoàng rút tay về, những đồng bạc rơi xuống đất, lăn đến trước mặt người ăn xin. bạc trắng lăn đến trước mặt, người ăn xin vẻ mặt mê mang. Tự cúi xuống nhặt lên, nhưng thấy hắn run rẩy cầm thỏi bạc lên, lại không hề tỏ ra phấn khích, hắn nhét thỏi bạc vào miệng, xem như là sủi cào, nuốt hết xuống bụng. Mọi người kêu lên, tiểu tử này đói đến mơ hồi rồi. Liên tiếp xảy ra chuyện lạ, mọi người cuống quyết đá đánh, đoạt bạc trở về. Người ăn xin dường như đã mất trí, bị đánh nhiều lần, cũng không thấy hắn khóc kêu hô đau, chỉ là hai mắt mờ mịt, bỏ ngã xuống đất, vẫn lầm bẩm không ngừng trung tướng mắng không thôi, lại bắt đầu đánh hắn, trung tư văn lại lắc lắc tay, nói, quên đi, hắn là một kẻ đáng thương, đừng so đo với hắn. Hắn nhìn người ăn xin vài lần, vuốt dâu cao mày nói, người đâu, đưa người này về phủ để hắn dưỡng bệnh. Tổng binh nhân từ Đại Đức, trung tướng thấy cử chỉ trinh nghĩa, đều chân thành phát than, hết sức ca tụng, đại từ đại bi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Trung tư văn vẻ mặt đắc ý, nghiễm nhiên nói, những người muốn vì nước vì dân, cầu được còn không phải là bốn chữ thiên hạ vi công sao? Đợi đến thiên hạ vi công, thế gian kẻ quá bụa cô đơn phế tật đều được chăm sóc, nại hà Tây Bắc loạn sự bất bình. Gia sự quốc sự không an, hắn ngửa mặt lên trời vuốt dâu, rung đùi đắc ý, ngâm nói, đại đảo chi hành giã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền giữ năng, giảng tín tu mục. Đại đạo chi hành giã, thiên hạ vi công, ý nghĩa nói lên xã hội lý tưởng đạo lớn thi hành. Cả thiên hạ là của chung của tất cả mọi người. Thiên tử truyền môi nên truyền cho người hiền tại, chứ không nhất thiết phải truyền cho con mình. Tuyển hiền giữ năng, giảng tín tu mục, người ta chọn kẻ hiền năng, giảng điều xác thực, thực hiện trên thuận dưới hòa, trích tinh thần đại đồng nguyên thủy của không Tử Tổng binh đại nhân viết văn chương, mãn chàng tướng sĩ đều mở miệng thao thao bất tuyệt, chúng thuộc hạ đều gật đầu điên cuồng, gật đầu nhiều đến mức suýt ngã xuống đất. Trung tư văn lưu loát nói thật dài một lúc lâu, không khỏi có chút khát, nhìn thấy một quán trà và một chỗ bán bánh ngọt gần đó, lập tức lấy ra ngân lượng, phân phó nói, người đâu, đi mua chút nước trà điểm tâm tới, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Một tướng lãnh cười nói, mua cái gì? Tốn kém quá, muốn ăn muốn uống để ta đi qua nói gì đó. Lời nói còn hàm ở trong miệng, tổng binh đã hung mắt giận chừng, quát to, lớn mật nhiễu dân làm việc ác. Người muốn hại ta bị cách chức thẩm tra sao? Lúc ấy triều đình làm nghiêm ngặt. Quan viên làm gì đều có luật pháp tạm thời, nếu có việc cưỡng đoạt, động một chút xét nhà diệt tộc. Trung Tư Văn làm quan nhiều năm, biết rõ hoàng đế thủ đoạn âm độc, phái rất nhiều mật thám giám thị quần thần, bí danh là khách điếm, để tránh xưởng vệ phát hiện gây chuyện liền đảm đương đầu công án gian đe cảnh cáo trung tướng nghe chủ thượng tức giận thẹn trong lòng từng người cúi đầu không dám trả lời trung tư văn hư vài tiếng tự tay cầm ngân lượng rồi đi đến quán trà nhìn hắn tay cầm ngân lượng hãy còn quay đầu chừng hướng mọi người trách nói mua cái gì bán cái gì để ta nhìn rõ hắn đi đến trước quán trà quay đầu lại của trách nửa ngày lại không nghe thấy chủ quán tới tiếp đón. Nói cũng kỳ quái, Trung Tư Văn là tổng binh, xưa nay chủ quán thấy đại nhân đến, chẳng phải vội vàng ra nghênh đón, lão bà nữ nhi quỳ đầy đất sao. Há có thể bỏ mặc như vậy? Trung Tư Văn khó hiểu, lập tức nhíu mày quay đầu, trầm giọng nói, chủ quán. Lục cục lại nhải, có âm thanh kỳ lạ. Trung Tư Văn lòng tràn đầy kinh nghi, thoáng chốc ngừng mặt lên, chỉ thấy một người đứng trước mặt, trong miệng hắn nhét đầy bánh ngọt, đang nhai một miếng lớn, nửa điểm cũng không giống chủ quán. Trung tư văn giật mình nhìn kỹ, thấy người này gầy như cây gậy, nhưng lại có cái bụng to, như quỷ đói xuất hiện. Trung tư văn đại kinh thất sắc, a à, một tiếng, vội vàng thối lui, bỗng nhiên dưới chân bị vướng, lập tức té ngã trên đất, chừng mắt vừa thấy, không ngờ lại có một quỷ đói bụng to khác nằm dưới chân mình nhìn hắn ôm bánh nằm sấp xuống đất gặm cắn, bộ dáng như điên tựa cuồng. Trung tư văn sợ hãi, cả kinh kêu lên, người đâu? Người đâu? Tả hữu thân binh xông về phía trước cứu, trung tướng cũng chạy tới, mở to mắt nhìn dị trạng trước mắt. Tình thế có chút quỷ dị, trên đường liên tiếp xuất hiện ba quỷ đói, nhưng chúng lẻn vào từ đâu? Trung tư văn đầy mặt mồ hôi lạnh, đưa mắt ra hiểu, thân binh vội vàng tiến lên, Hướng quán trà hét lên, chủ quán. Chủ quán, có người ở đó không? Trong quán trà không có người trả lời, chủ quán biến mất không dấu vết. Thân binh bắt được một con quỷ đói, quát, ngươi tên họ là gì, tại sao lại lèn vào bá châu ăn xin? Chủ quán đâu? Hắn đi đâu rồi? Sau khi hỏi liên tiếp mấy câu, người ăn xin chỉ ngơ ngác mở miệng, cổ họng miến cưỡng phát ra chút tiếng vang, nghĩ đến là bị bánh ngọt nghẹn họng một tướng lãnh tức giận tát mạnh một cái quát còn không nói người nọ sặc thoáng chốc khu khụ không thôi xua tay mặt tím tái trông tư văn lắp bắp kinh hãi đưa mắt ra hiệu thân binh hết sức đánh một quyền đấm vào sau lưng người nọ bánh ngọt phun ra quỷ đói ngã xuống đất thân hình dãy rủa nước mắt lại chảy ra một tướng lãnh đá mạnh chân to của mình xuống tức giận nói tiện dân nói chuyện sau lưng bị đá dẫm, nước mắt thoáng chốc chảy xuống, con quỷ đói nằm trên mặt đất, ánh mắt bi thương, cổ họng phát ra lẩm bẩm kêu gọt, nghe hắn rưng rưng khóc lóc kể lể, tựa như hát gì đó. Trung Tư Văn thở dài một tiếng, mọi người đều im lặng, từng người nghiêng tai lắng nghe, thoáng chốc trong tay rành mạch nghe nói. Chiều thăng đường, tối lên giường, tạc quan ô lại trộm bạc lương. Ăn mẹ ngươi, mẹ ngươi hào môn chiêu thiếp cướp mẹ ngươi. Tây Bắc tới, trung tướng đều kinh, đồng thanh bảo kêu. Người tới hát khúc nộ thương tụng chắc hẳn là dân tị nạn Tây Bắc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều lạnh buốt. Tây Bắc khô hạn ngày càng trầm trọng, đất canh tác nhiều năm không có mưa, người dân đói khổ, chạy tán loạn khắp nơi, lúc nào cũng bùng nổ dân phản, mọi người nghe tiếng ca kia u uất, tựa hướng ma thần nói hết hận hòa. Người này chắc chắn là một người chết đói ở vùng thiên tai. Chỉ là ca từ kia tràn đầy thù hận, bày tỏ sự căm ghét và bất mãn với triều đình. Mọi người càng nghe càng giận, một tướng lánh dơ chân đá mạnh lên người dân đói kia, quát lên mẹ bà ba con quỷ đói chết tiệt. Đá chết một bớt đi một, quỷ ấy bị đá mạnh, nhất thời ngã xuống đất, nước mắt trên mặt trộn lẫn bùn đất, không thể cử động được nữa. Trung tư văn trong mắt thoáng chuyển động, mới hiểu lời khuyên bảo của lục cô chim. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, lập tức trầm giọng nói, người đâu? Trước đem những dân chạy nạn này mang về trong nhà lao thẩm vấn, còn lại mọi người chuẩn bị đao kiếm, cùng bản quan đến cửa thành kiểm tra. Mọi người hét lên một tiếng lớn, bước nhanh theo tổng binh. Trung tư văn dẫn đầu, nhìn như uy phong lẫm lẫm, kỳ thật trong lòng lại là nghi kỵ, lại là kinh nghi không khỏi suy tính cục diện đang êm đẹp vì sao lục cô chiêm lại một mình đến bá châu người này thân là đệ nhất nho tướng nộ thương quân tử nhẹ nhàng không gian dối đầu óc cũng không cháy hỏng rốt cuộc có mưu đồ gì liệu có thể nào liệu có thể nào trung tư văn càng nghĩ càng sợ bước chân càng ngày càng nhanh chạy thẳng về phía cổng thành mọi người vây quanh tổng binh quan sát dọc đường nói cũng kỳ quái, trên đường trước sau không thấy người đi đường. Ngày mai là trừ tịch, nhưng trên con đường rộng lớn này lại hoàn toàn không có bá tánh hay binh lính, tuy mới chạng vảng nhưng lại an tĩnh như đêm khuya tịch liêu. Chúng tướng kinh nghi bất định, thật sự kiềm chế không được, mắt thấy bên đường có nhà dân, liền tức một chân đá văng, quát, có người không? Có người, một đám quỷ đói bụng to đang ngồi ở cửa, mở mịt nhìn phía chúng tướng quan, trong miệng lại nhấm nuốt thức ăn. Chương 5 đạo siêng năng của nộ giả, hồi 3. Kết thúc chương 5. Quỷ đói xâm nhập vào thành, giống như một bức tranh địa ngục, quái đản dị thường. Trung tướng sắc mặt xanh trắng, đều kinh hoàng thất thố, một người cả giận nói, những người này ở đâu? Nói, quỷ đối bụng to chỉ lo ăn uống, không ai trả lời. Trung tư văn không đợi hỏi nhiều, lập tức quát, người đâu? đi huy động toàn bộ binh mã vệ sở, toàn thành giới nghiêm. Mọi người nghe được tổng binh phái lệnh, tự biết sự tình nghiêm trọng, lần lượt lao ra ngoài. Trung tư văn nhìn quỷ đói trong phòng, thở dốc nói, người đâu, đưa lục cô chiêm tới đây, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Thành bá châu bảo vệ xung quanh Bắc Kinh, nằm ở phía sau đồng quan, ở chỗ quan nội có sơn ải chắn, 10 năm chưa bao giờ thấy quân địch đột kích, binh lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tổng cộng 3 chốt canh gác, cộng lại 24.000 sĩ tốt. Nếu Tần Trọng Hải thật sự tới đây thì phải làm thế nào? Trung tư văn lòng tràn đầy phiền loạn, vội vã chạy về phía quân doanh, sợ sẽ có một tai họa khác. Đi vào quân doanh, chỉ thấy cửa rộng mở, không thấy một thủ vệ nào cả. Mọi người càng ngày càng hoảng sợ, bá châu có hai bức tường thành, ba bên ngoài và bốn bên trong, tổng cộng có bảy cửa. Nếu đội quân đầu tiên ở ngoại thành không thấy bóng dáng, Bá Châu đã là nguy ngập nguy cơ. Thân binh không đợi phân phó, dẫn đầu cầm đao lao vào, lạnh lùng nói: "Tổng binh đến rồi, trưởng quan ở đây đang tới đón tiếp." Mọi người theo sau bước vào, cuống quýt đi xem, thấy chạm gác, tuy rằng âm u nhưng xung quanh đều có thấp thoáng đầu người qua lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực cười nói: "Có người ở đây." Có âm thanh đang ăn từ trong góc truyền tới vô số quỷ đói đang ngồi dưới đất, trên tay mỗi người đều cầm lương khô quân dụng, đông một đống, tây một thốc, có khóc ngồi trên mặt đất, có hông mắt chừng mắt, tất cả đều đầu tóc rối bù, xanh sao vàng vọt, rất khó phân biệt nam, nữ, già và trẻ ngoại trừ kích thước bề ngoài. Trung tướng thân binh đều kinh hãi nói, mẹ ơi, loạn, há một chữ loạn có thể diễn tả. Mọi người kinh sợ thét chói tai, còn Trung tư văn á khẩu, không nói nên lời nơi đây chính là trạm gác ngoại thành, quân tốt lại tựa biến mất không dấu vết. Mọi người chợt nhớ trong thành có dấu gia quyến, tất cả đều lo lắng. Trung Tư Văn là người đầu tiên thức tỉnh, quát, điều binh mã nội thành ra, tức khắc tiếp quản ngoại thành. Bốn cửa đông, tây, nam và bắc đều đóng chặt, nghiêm cầm ba tánh thương lữ ra vào. Rồi lại phân phó thân binh, tức khắc tìm tới triệu giáo đầu, muốn hắn tới bảo hộ bản quan. Khi màn đêm buông xuống, ánh nắng chiều bị bóng đêm nuốt chửng, Trung Tư Văn dẫn đầu đám đông chạy như điên, các tướng sĩ la hét ầm ĩ dọc đường, chỉ là trên đường luôn là yên lặng không người, thứ nhất không thấy bá tánh, thứ hai không thấy sĩ tốt, đoàn người càng đi càng kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trung Tư Văn giống như chấn đỉnh, kỳ thật nội tâm đã như sông cuộn biển ngầm, nghĩ hắn năm xưa trấn thủ Tây Cương, lúc sau sẵn sàng góp sức tân hoàng chuyển đến bá châu vô luận là cảnh thái hay là chính thông trước sau được triều đình tin cậy không phụ gửi gắm hắn chắp tay trước ngực yên lặng cầu khẩn ngã phật từ bi trung tư văn cả đời cung vận hanh thông tần tiên phản quốc không thể liên lụy ta giang sung sụp đổ chưa từng kéo ngã ta vô luận như thế nào hãy bình yên vượt qua ải này đừng xảy ra sai sót một đường lo lắng đề phòng khó khăn đi vào tường thành nhưng không ai dám tiến lên, chỉ tránh ở phía sau lén nhìn. Nếu một khi không khéo, nhìn thấy cửa thành mở rộng, tình huống bi thảm cường địch trăm vạn quân phá thành xông vào, cũng muốn chạy vắt giò lên cổ. Hàng chục đôi mắt chớp chớp, mấy chục đôi chân run run, những cái đầu thỏ ra từ phía sau, không ngừng ngó trộm. Đột nhiên bên này có tiếng vù, bên kia có tiếng động, vừa nhìn một cái, mọi người đều A-di-đà Phật một tiếng, đều nhẹ nhàng thở ra cổng thành đóng chặt hoàn toàn không có quân địch công thành cũng không có lũ ăn mày tụ tập lại thấy cánh cổng sắt nặng nề đóng chặt một thanh xà gỗ lớn chắn giữa cánh cửa trung tư văn liều mạng vỗ ngực mắng nói chính mình dọa chính mình thật là chọc ra bệnh mà hắn thoáng cân nhắc trước mắt cửa thành đóng chặt cũng không có ngoại địch nhưng quân tốt lại biến mất không dấu vết nghĩ đến tất có nội tình đang suy đoán chợt nghe tham mưu nói khởi bẩm tổng binh có người đang nấu gì đó mọi người di một tiếng ngẩng đầu ngửi ngửi xác thật có hương vị rượu thịt bay ra càng đậm đà hơn trong gió lạnh một tướng lãnh cả kinh nói mọi người mau nhìn đầu tường mọi người ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thấy trên tường thành có ánh lửa ẩn hiện tiếng ta không dứt truyền đến quả nhiên có người ở đó nướng thịt uống rượu cuồng đồ lớn mật phương nào dám chơi đùa ở đầu tường hóa ra là thủ tốt của triều đình. Mọi người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, tất cả đều chửi bậy đi lên. Một tướng lãnh tức giận nói, được lắm. Sao nói không thấy nửa bóng người, hóa ra là lèn tới đó uống rượu. Thật sự đáng chết, nói rồi đi lên cầu thang đá, muốn trừng phạt thật nặng. Trung tư văn cười khổ vài tiếng, cũng không chửi ầm lên. Sắp sửa ăn Tết, pháo trúc thúc dục xuân, Hạ cấp nhớ nhà tâm tình lười biếng, tự muốn tìm gì đó chơi vui. Chỉ là vui thì vui, nhưng cũng không thể buông bỏ chức trách, nghĩ đến thật sự nên đánh. Không sao cả, thấy bốn cánh cổng đã an toàn đóng lại, trong thành cũng không có gì dị thường tất cả đều là do sĩ tốt chậm trễ lơ là mà gây ra rắc rối. Đáng thương việc lạ liên tiếp đã xảy ra, cộng với lời nói hoang mang của lục cô chim, khiến trung tư văn suýt phát bệnh lập tức mọi người binh phân hai đường, một đường tiến đến nội thành điều phái quân mã, một đường qua kiểm tra cổng thành. Chỉ để lại một mình trung tư văn ngồi nghỉ, đang lau mồ hôi lạnh, lại nghe thân binh tới báo, khởi bẩm đại nhân, triệu giáo đầu đã đến. Một hán tử trung niên có năng lực xuất hiện, người này đúng là triệu nhậm thông võ công cao cường, người này là người khách điếm, mỗi ngày nhìn chằm chằm trung tướng trong thành, trung tư văn ngày thường tránh không kịp chỉ là hôm nay tình thế đã khác, rốt cuộc hẻm tối quỷ gây nháo đến dữ dội, có mật thám đi theo mình, cũng không tính chuyện sống. Mắt thấy triệu nhậm thông tiến tới, ánh mắt tràn đầy quan tâm, trung tư văn nhẹ nhàng thở ra, hỏi nội thành vẫn bình yên chứ? Triệu nhậm thông gật đầu nói, hết thảy như thường. Tổng binh chớ có lo lắng, trung tư văn an tâm, lại nói, lục cô chiêm đâu? Không đào tẩu chứ? Triệu nhậm thông lẳng lặng nói, người này xích chân gông xiềng, sớm đã áp nhập đại lao, ta đã thông báo, phía trên, thỉnh bọn họ ngày mai phái người tới đây áp dài. Ý của phía trên là con diều hâu lớn, trung tư văn bình tĩnh lại, liền cũng nhắm mắt dưỡng thần, không nói chuyện nữa. Sau lưng thân binh thấy hắn mỏi mệt, lập tức ngồi xổm xuống đất, vỗ vai xoa chân cho hắn, triệu giáo đầu lẳng lặng nhìn, đột nhiên nói, được rồi, đây là việc làm của muội muội ngươi bây giờ đại ca ngươi làm, sau khi tổng binh hồi phủ, nàng ta sẽ làm gì? Thần binh ho khan một tiếng, tổng binh đại nhân còn đỏ mặt, huynh muội này đều làm thủ hạ của Trung Tư Văn, dựa vào chức quyền tiện lợi, trưởng quan lại là phong lưu văn nhã, muội muội bồi lên giường, ca ca theo đi làm, không ngờ tất cả những bê bối này đều bị triệu giáo đầu nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ đến tai đại trưởng quầy. Bê bối bị người ta vạch trần, Trung Tư Văn ra mặt nóng bừng, nóng lòng muốn thay đổi cuộc trò chuyện, thuận miệng đáp lời nói, Triệu Huynh, có tin tức quân tình nào từ Bắc Kinh đến không? Triệu Nhậm Thông lắc đầu nói, tạm thời không có. Tết nhất, không tin tức đó là tin tức tốt. Tổng binh không cần phải lo lắng. Trung Tư Văn cười gượng nói, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đi lên thành thôi. Hắn lau mồ hôi lạnh, bước lên cầu thang trước, liền vào lúc này, tiếng hát trên đầu thành cuối cùng cũng dừng lại, ánh lửa ảm đạm, từng trận mắng chửi không dứt truyền đến có vẻ như bắt được tiểu tốt lười biếng trung tướng đang mở miệng giáo huấn bỗng nhiên vài tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm nghĩ đến có người bị xử tử trung tư văn nhíu mày liền muốn phát ra tiếng quát bảo ngưng lại triệu giáo đầu duỗi tay ngăn cản lắc đầu nói quân tâm tan rã kỷ luật lòng cần phải xử tử một sốt quân tốt lơ là để răn đe cảnh cáo đúng rồi nên xử tử tuyệt không thể lưu tình nếu không đó là lòng dạ đàn bà trung tư văn khẽ mỉm cười liền cũng không nói thân binh hỗ trợ mọi người sóng vai nối đuôi nhau đi lên đầu thành khó khăn đến nơi thân binh giành trước hét lên tổng binh đến rồi đường thành bá châu rộng rãi đủ cho ngựa chạy như bay tùy thời có mấy trăm quân tốt đóng giữ giờ phút này thân binh la hét lớn chở y giáp chấn vang hoàn đao chạm đất chỉ là đợi sau một lúc lâu, đầu thành hắc ám một mảnh, bốn phía an an tĩnh tĩnh, không nghe thấy tiếng người. Quái, vừa rồi còn có tiếng vang. Người đâu? Trùng tư văn nhìn đầu thành trống trải, nhìn thấy lửa và cho tàn trên mặt đất, nhưng không nhìn thấy thuộc hạ của mình. Hắn trong lòng có chút kinh nghi, vội vàng đưa mắt ra hiệu, thân binh đề thanh lại kêu, tổng binh giá lâm. Quan quân thủ thành ở đâu? Gió lạnh thổi qua, trung quanh nhìn ra xa thành lâu to như vậy ngang nhiên đứng sừng sững thật lâu sau thật lâu sau không ai trả lời hỏi chuyện trung tư văn thấy như vậy nội tâm lại kiêm kỳ hắn càng ngày càng nôn nóng tự mình hô có người không có người không mau mau ra đây bổn quan sẽ thưởng lớn tường thành liên miên vài dặm giống như một con rồng đen mọi người ở đầu tường chạy vội kêu la khơi dậy một mảnh hồi âm trống trải Trung Tư Văn càng ngày càng sợ, càng ngày càng khó chịu. Đang định hét lên chút hết nỗi sợ hãi bỗng nghe thân binh đại hỷ nói, có người. Đại nhân, chỗ đó có người. Trung Tư Văn vui mừng khôn xiết, vội vàng đi đến nhìn, kinh ngạc thấy nơi xa thành quách có một nam tử, nhìn hắn đầy đầu tóc bạc trắng, quay lưng về phía mọi người, lại là danh lão tốt. Trung Tư Văn vội vàng tiến tới, hét lên, lão trưởng. Lão trưởng lão giả đứng cách mọi người ước chừng hơn 10 trưởng, nghe được tiếng la, lại không quay đầu lại đáp. Nhìn hắn hết cằm, vai tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, như đang ngắm sao trên trời. Thần binh kia âm thầm nguyền rủa, liền cũng phi nước đại đến, miệng vỡ quát mắng, tiểu lão đầu, ngươi tay điếc sao. Tổng binh đại nhân đang gọi ngươi, trùng tư văn khụ khụ, vội nói, đừng ác ý với hắn, lão nhân gần như ngẫng ngãng, không quan trọng. Thần binh kìm nén cơn tức giận, chạy vội tới sau lưng người nọ, lại lần nữa hét to, lão nhân. Tiếng la thê lương, tiếng phát ra chỉ ở sau lưng, chỉ cần người này không phải hoàn toàn điếc, nhất định có thể nghe thấy âm thanh. Quả nhiên lão già kia giật giật bả vai, nghĩ đến nghe được nói chuyện. Lão nhân, thần binh lạnh giọng lại kêu, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Người đều đi đâu rồi? Lão giả nghe xong, vẫn đưa lưng về phía mọi người, hắn giơ ngón tay lên, chậm rãi chỉ về một hướng. Mọi người nhìn theo đầu ngón tay, thấy một con mương lớn trải dài thành, cuối cùng có một cái hố lớn. Hố phân, triệu nhậm thông và trung tư văn nhìn nhau, cả hai đều đầy vẻ khó hiểu. Lại không biết lão nhân kia chỉ vào hố phân đến tột cùng là có ý gì. thân bình cả giận nói, lão già chết tiệt. Hai ba trăm người đều đến hố phân đại tiện sao? Người nói hưu nói vượn cái gì? Lão nhân đưa lưng về phía mọi người, tai nghe đối phương không ngừng nhục mà, đột nhiên đứng thẳng lên, khẽ thở dài. Cho đến lúc này, mọi người mới kinh giác người nọ hình thể cao lớn, nhìn hắn đưa lưng về phía chính mình, đầu bạc rực rỡ, hai vai rộng lớn, chắc chắn không phải là một quân tốt tầm thường. Thần bình rút ra cương đao, lạnh giọng gầm lên, lão già chết tiệt. Xoay người lại lão nhân không xoay người, cũng không trả lời, thân binh kia tức giận, lập tức đá mạnh vào chân trái của người nọ, vang một tiếng, thân mình bay ngược ra sau, đầu dưới chân trên một đường lăng tới hố phân dưới thành. Sát, sát chân, triệu nhậm thông khóe miệng lẩm bẩm cũng nhận ra thân phận nam tử đầu bạc kia, hắn rít lên, không thể nói được từ tiếp theo. Nam tử đầu bạc nghe được tiếng khóc, chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chú vào hai tên triều đình trước mặt, thần thái im lặng. Trung Tư Văn nhìn vào đôi mắt đó, trong lòng có chút khác thường, nói không nên lời. Ánh mắt người này có vẻ lười biếng và thở ơ, nhưng khi quay mắt lại, lại tựa như mãnh hổ lóe lên, ẩn ẩn cất giấu dáng vẻ khi thấy ánh lửa độc ác. Người trước mặt không phải quân tốt, cũng không phải lão đầu, hắn là hắn là Tần Trọng Hải, Triệu Nhậm Thông cứng hỏng, Trung Tư Văn nghẹn ngào, hai người nhìn nhau cùng phát ra tiếng hét thê lương. Hai nam tử cất bước chạy như bay, bốn chân quay như bánh xe, một đường từ cửa nam chạy về phía cửa tây, nơi xa tiếng trống gián đoạn không chừng, làm người càng thêm sợ hãi. Đang lúc khóc kêu chạy trốn, đột nhiên nhìn thấy cửa nhật nguyệt trên đỉnh thành cửa tây, dưới lá cờ có rất nhiều binh lính tụ tập, tất cả đều mặc chiều phục, dường như có mấy ngàn người. Trung từ Văn thấy cứu tinh, liều mạng phất tay nói, người đâu? Người đâu? Khi nghe tiếng gọi, rất nhiều bộ tốt liệt trận chuyển hướng, thoáng chốc lần lượt cúi xuống, quỳ một chân xuống, hướng về phía mình thể hiện tôn kính. Nuôi quân ngàn ngày, dùng cho nhất thời, quân sĩ này cũng không thích quỳ lạy ai ngờ đối đầu kẻ địch mạnh, rồi lại từng người quỳ rạp xuống đất. Trung tư văn lớn tiếng nói, đừng đa lễ. Bình thân, bình thân mau mau lại đây bảo hộ bản quan tổng binh ra lệnh chúng quân tốt lại biểu tình nghiêm nghị không ai nói gì trung tư văn thét to triệu giáo đầu triệu giáo đầu mau gọi bọn họ tới đây hắn kêu đến khàn cả giọng lại chậm chạp không nghe giáo đầu nói chuyện quay đầu đi xem kinh ngạc phát hiện triệu nhậm thông cũng đã bỏ ngã xuống đất triệu tình sư này ngày thường uy phong bắt diện bây giờ trông giống như một con hổ chân ngắn tứ chi chấm đất trên mặt càng đầy hoảng sợ. Ớn lạnh cả người, phía sau như là có thứ gì tới, trung tư văn hai chân khép mở run rẩy thân mình lắc lư, ngu si cúi nhìn xuống đất, thấy một cái bóng rơi xuống đất, nó có một đầu, hai tay, ba bình đao, giống như thiên tướng trên sân khấu kịch. Mà tướng mà ảnh bao phủ sau lưng, tim trung tư văn ngừng đập, hắn đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào má mình, cười nói, không đau, ha ha, ảo ảnh, là ảo ảnh, toàn bộ đều là ảo ảnh, nhìn xem, cổng thành đã đóng chặt, căn bản không có địch nhân. Đang muốn cười ha ha, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài, sau đó một bàn tay to đặt lên trán, lòng bàn tay to cầm toàn bộ đầu, năm ngón tay thậm chí còn chạm đến trong mắt, như thể chuẩn bị khổ hình khoét mắt. Trung tư văn trong đầu một trận choáng váng, hắn cư nhiên không khóc không kêu, chỉ nhếch miệng nheo mắt, rít lên cười nói, ai? Ai? Ta là sát kim, nộ thương xong anh tới rồi. Giam cầm nho tướng nhân từ bác ái cô chiêm, lại đưa tới đệ nhất hung hào tàn nhẫn thạch cương. Lù nước to dường như ghé vào tay người người cơ thể hắn, như hùng tự hổ, muốn ăn thịt người. Sợ hãi đạt tới đỉnh điểm, trung tư văn thực sự đã tự lừa mình dối người. Nghe hắn cười nói, nói hưu nói vượn, ngươi không phải sát kim, cửa đóng rất chặt, ngươi vào lối nào? cự linh thần trường ôm đầu vai tổng binh đại nhân thạch cương thở dài nhẹ giọng nói khởi bẩm tổng binh cửa thành là ta đóng trung tư văn cười khổ nói ngươi ngươi đóng thạch cương thổi hơi vào lỗ tai hắn nhàn nhạt, nhạt nói mẹ ngươi không dạy ngươi sao người cuối cùng về nhà nên đóng cửa lại thời khắc chuẩn bị chết trung tư văn cuối cùng đã khóc lớn cuồng thanh nói gạt người gạt ngươi. Tần Trọng Hải sớm đã đến Giang Nam đoạt đao, sẽ không đến thành Bá Châu. Các người tất cả đều là giả mạo. Giả mạo, ảo ảnh, yêu pháp, thân mình to lớn bò phủ lại, đè đầu trung tư văn, quay mặt hắn qua, nhẹ nhàng nói, ngoan ngoãn đừng gây tiếng động, người nhìn, chính mình nhìn xem, nhìn thiếu chủ chúng ta một chút. Đêm khuya không ánh sáng, tiếng trống ù ù, trong bóng đêm có người đánh trống trận, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, cùng tiếng dẫm nặng nề trên mặt đất, vạn quân đã đông đủ phủ phục trên mặt đất, chờ đợi sự xuất hiện của ma vương hắc ám. Đến, chân sắt dẫm xuống đất, trầm xuống trầm xuống, có người đi lên thành, hắn cởi xuống khôi giáp, tùy tay vứt cho quân tốt, để lộ toàn thân đầy hình xăm dữ tợn, tham vọng bay lên mây từ từ trỗi dậy, theo chủ nhân đi vào thành lâu. Trong chốc lát, tiếng trống dừng lại, người tới mặt hướng Bắc Kinh, giơ chân sắt lên cao, đạp mạnh xuống, khiến cho vòng bảo hộ thành lâu tan vỡ nổ tung. Trung tư văn khớp hàm khách khách run rẩy, hắn quỳ dạp xuống đất, nhìn bàn chân sắt giận dữ, từ mắt cá chân ngước nhìn lên, trong mắt nhìn thấy đùi thô tráng, lại nhìn lên xem, thấy một bàn tay giận dữ phủ đầy hoa văn lửa, lại nhìn lên xem. Thấy một khóe miệng hơi mang sầu ý, đôi mắt hổ hoang vắng, cùng với một đầu tóc bạc nồng đậm. Nhìn, thạch cương cười cười, đưa lỗ tai kể rõ, nhìn bộ dáng của hắn, hắn còn muốn cướp thêm đao sao? Năm xưa hỏa tham đao, công thủ không cần đao thứ hai, bây giờ tần trọng hải, giết người cần gì lại dùng đao? Mặt đất tối tăm, thiên hạ vạn vật một mảnh yên tĩnh, nam từ tóc bạc kiêu ngạo đứng trên một chân trên thành lâu, cúi người nhìn về phía tây. Đột nhiên, hắn nhấc một ngọn đuốc lên, hừng hực diễm quang dường như mang theo lửa giận vô biên, chiếu sáng thiên hạ. Trong im lặng, nam tử tóc bạc dơ cao mọn đuốc, tiếng nói hùng hồn bi thương, hô to rằng, các tội nhân. Các tội nhân, các tội nhân, phương Tây nơi xa truyền đến vô số hồi âm, nam tử tóc bạc châm lửa hướng lên trời, bi thanh gào rít giận dữ, tội nhân cùng ta chịu phạt. Thần Phật bỏ rơi chúng ta, ta lại không tha chúng sinh. Ngọn đuốc được ném từ đỉnh thành xuống, rơi xuống đất vượt qua hàng trăm thước, bay về phía đại địa Tây Bắc u ám vô biên. Cây đuốc rơi vào địa ngục, nháy mắt biến mất ngay lập tức, Trung Tư Văn lẩm bẩm tự nói, hắn, hắn muốn làm gì? Như để trả lời cho nghi vấn của Trung Tư Văn, một tia lửa nhỏ xuất hiện ở nơi ngọn đuốc rơi xuống, ánh sáng lờ mờ run dày và gần như tắt ngấm, lại là một đảo tinh hỏa bốc cháy lên, trong giây lát, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, lửa ma lấy ngọn lửa kia làm tâm phần hướng tứ phương xâm lược đại địa, ánh lửa tới càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, rốt cuộc ở thành bá châu bốc cháy lên một mảnh hòa vũ cuồn cuộn. Không phải một, không phải hai, mà là một đám đông dâng trào như biển rông. Vô số dân đói khát ôm cọng cỏ trong tay, cúi đầu rơi nước mắt, chỉ để bảo vệ tia sáng trong lòng họ. Lửa giận vây quanh bá châu, chiếm giữ mọi ngóc ngách chân trời. Trung tư văn cũng hét lớn, các tội nhân thiên hạ chịu khổ chịu nạn, cờ chữ nộ được dương lên trên bầu trời, phảng phất hướng đầy trời thần Phật thị uy, nghe thấy Thạch Cương ầm ĩ kêu gọi, thần Phật không chỉ đường, chúng ta tự tìm đường. Thái sư không cho ăn, chúng ta tự ăn, chữ nộ bay múa trên bầu trời, kêu gọi thiên hạ tội nhân, mười năm khô hạn tàn phá, không có lương thực nạn dân quỳ xuống đất khóc kêu, đáp lại vị cứu tinh, trời xanh không cho sống chúng ta tự tìm con đường sống. Huynh đệ các tỉ muội Giết, cờ tung bay, ra lệnh một tiếng, vô số quỷ đói chạy về phía cửa thành, từng người dùng sức đánh, thét to, đã đói bụng. Đã đói bụng. Phóng chúng ta vào thành. Phóng chúng ta vào thành. Một tia lửa thôi cũng đủ đốt cháy thảo nguyên, huống chi nơi đây tụ tập trăm vạn quỷ đói. Không đếm được bần nông than nhẹ khóc kêu, tuy rằng thanh thanh mỏng manh, nhưng hèn mọn khóc thút thít từng giọt từng giọt hội tụ thành sông, trung có thể hợp thành một đạo thiên lôi bất bình, nhất cử đánh thức đại phật quốc. hồi tường lục cô chiêm khuyên bảo, trung tư văn trong lòng hối hận, cốt khí mình không còn sót lại chút gì. hắn ôm chặt chân thạch cương, khóc ròng nói không thể, không thể thả bọn chúng tiến vào, chúng còn ăn được hơn cả chó hoang. nơi châu chấu đi qua, mãnh hổ bầy sói né xa ba thước quỷ đói không có đất để cày, không có thức ăn nên chỉ có thể nấu cỏ thành cơm, hái cuống là món ăn, chờ ăn đến không còn một ngọn cỏ là lúc trước tiên ăn người qua đường, sau đó là ăn láng giềng cách vách, cuối cùng đổi con cho nhau ăn. Hiện giờ đi vào thành Bá Châu, kết quả sẽ ra sao? Nhớ tới một nhà già trẻ còn ở trong thành, Trung Tư Văn hối hận biết vậy chẳng làm, đã khóc không thành tiếng. Nghe đối phương so bọn họ với chó hoang, Thạch Cương không khỏi thở dài, tổng binh đại nhân, ngài đừng xem thường bọn họ, nhân ra bất quá bụng to, kỳ thật sức ăn có thể tốt bằng ngươi. Trùng Từ Văn nghe được lời này ngạc nhiên khó hiểu, Thạch Cương đưa bàn tay to lớn của mình ra, dùng sức vỗ vỗ gương mặt văn nhã, lắc đầu nói, muốn cho ngươi 38 trứng ăn ngon uống tốt, để 18 lão bà của ngươi an tâm đẻ trứng, chúng ta một năm mất đi 10 mẫu đất màu mỡ, giết mổ hàng nghìn con gà vịt. Bổ sung rau củ bổ sung trong ba ngày lễ, còn phải chém rớt trăm đầu dê bò. A Di Đà Phật, khuôn mặt nhanh nhẹn dũng mãnh cúi đầu, lộ ra vẻ thương hại hiếm thấy, chắp tay nói, làm thịt một nhà già trẻ trung tư văn ngươi, gà vịt không cần biến thành thịt cá, xúc sinh sẽ cảm kích ta. Cái chết không có gì đáng sợ, cái chết không còn xương cốt và biến thành phân trong nhà xí si mới là việc khiến người buồn lòng thất vọng nhất trung tư văn nằm sấp xuống đất kêu sợ hãi đừng đừng ta không muốn bị ăn thịt tài nghe trung tư văn khóc kêu không ngừng thạch cương không mở cổng thành mà nghe hắn cười nói được rồi dọa ngươi mà thôi nhìn ngươi sợ kia trung tư văn vui mừng vui mừng quá đỗi đang muốn đáp tả lại thấy thạch cương nghiêng người cười nói nào nhanh viết một lá thư cho nạn dân bảo quân mã bảo định mở quan ải ra để cho bọn họ đi tìm ăn một khi bảo định quan được mở ra con đường cuối đó là bắc kinh đến lúc đó một biển ma sẽ nhấn chìm những cánh đồng màu mỡ tỉnh trực lệ sẽ không phải trở thành luyện mục sao trung tư văn không dám tưởng tượng hậu quả thét to không được đừng đưa nạn nhân vào bắc kinh họ sẽ ăn thịt người cái này không được cái kia không được cũng đang lúc khóc kêu vạt áo trước ngực bị kéo căng hai chân nhấc lên khỏi mặt đất một mặt hổ chậm rãi tiến tới trước mặt hắn, lạnh lạnh nói, người muốn những người này làm sao bây giờ? Mãnh hổ trên trán có chữ vương, trên trán người này còn có một chữ tội màu đỏ, trung tư văn hai chân cách mặt đất, lồng ngực co chặt, nhất thời có quá nhiều không khí thoát ra khỏi cổ họng, quá ít không khí đi vào, sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. Truyền lời cho Dương Túc Quan, mà nhãn toát ra hung hỏa, Phật Quốc không thể chỉ có thiên nữ giải hoa đại phật quốc không thu nạp quỷ đói bụng to sẽ nhìn thấy lão tử đại từ bi lớn hơn trăm lần việc giết thầy giết cha đại từ bi dầm một tiếng mà chảo buông ra trung tư văn lăn ngã trên mặt đất nhịn không được bật khóc lớn tương dương đại thắng lại đổi lấy đại kiếp nạn bá châu dựa vào ba nghìn lực sĩ nộ thương dương đông kích tây trăm vạn quỷ đói sắp xe chắn ra lẻ mà đến bắc kinh tuy rằng phồn hoa giàu có và đông đúc lại chịu được bao nhiêu châu chấu tây bắc tai họa sắp lan tràn trung tư văn trong lòng điên cuồng hét lên thái sư thái sư mà vương tới ngài mau mau tới giải cứu chúng ta phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn